phải lượm hai cái này trước coi có đồ gì. Đa số là đồ đam nha các bạn. Chắc mình sẽ nhận hồi 10% đi. Sao con này 2 tiền mà mình thấy nó yếu hơn con 1 tiền nữa các bạn. Thần động mình không cho Gana, mình bán Gana trước đi. Còn con siêu thú à, 2 4 6 7 tới dọn đi chợ rồi các bạn, mỗi người sẽ được lượm một cái trứng. Alo. Ghép được mấy con này rồi, không thì mình sẽ chuyển qua cho thằng giáp. Mặc dù mình cũng rất muốn thử cái biệt đội vô cực này. Nhưng mà mình thấy nó yếu yếu sao các bạn.
À, để cáo cho điểm thúi nha. Nó sắp thua rồi, cái nó nhét đồ vô. Thằng này được, thằng này được. Thằng này bố nấu. Chơi mình à, mình sẽ ghim nó. Giờ 25 là sức mạnh công kích hả? Lũ đảng thì cái à. Giờ tự nhiên cái nó cho mình con này làm cái gì trời, mình lựa chọn rồi mà. Thôi là thua các bạn ơi, tự nhiên lầm con này là thôi rồi. Giờ có quá nhiều trang bị luôn rồi. Mình sẽ chơi thằng giáp với tinh tặc hoặc cả admin nha các bạn. Vậy là đủ rồi đó, thêm hai con admin vô nữa là 8.
Vệ quân à, mình không có vệ quân, mình đang kiếm thần giáp nha các bạn. Hai hàng sau nhận hai tầm đánh và 10 tốc độ đánh à. Cái cung có cái cung các bạn ghép liền cái cung liền, dù nó hơi trễ xíu nhưng mà mong mình sẽ kịp. Mình hiện đang có dư hồi phục từ cái phước lành vũ trụ và cái tinh tặc. Nên nãy mình mới không lấy thêm cái phước lành nữa, lấy nhiều quá nó bị dư các bạn. Giờ mình đã đổi con rồi, bỏ vô con ngộ không, mà cho con ngộ không này nó tăng phụ nha các bạn. Quay một cái bây giờ sao tiền mình tự nhiên mất tiêu hết rồi. Không xong rồi đại dương ơi, mình đang chơi chấp một cái đại bản danh nâng cấp nha các bạn, đó là cái con này, biết vậy nãy mình chọn đại luôn rồi, để hết giờ cái nó cho mình còn CP chứ, nghe vãi thiệt. Đó, lấy cái nào lấy đi, mình cho hết. Chết rồi, bắn con kia trước đi, đừng muốn con này. Con kia kìa. Thôi. Cái này chết rồi, mình hết rồi. Đâu nãy mới đâu nghe đâu.
Tao kêu mày dậy cái biết đâu, tao mới mở máy lên nãy à. Mới 10 giờ mấy á. Máy 1, 2, 3 nãy tắt mà. Máy 1, 2, 3 nãy tắt mà. À, cũng lấy hai kênh này luôn à, mỗi máy hai kênh à.